Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Brian và tiếp tục với Unit 3 Test 1 và phần 4 nhé, phần viết, phần writing. Bài 1 chúng ta, You Keeper sẽ đứng đầu câu. You Keeper là những người mà chăm sóc sở thú nha các bạn. Người chăm sóc sở thú, người trông coi sở thú thì phải, must be các bạn, must be caring, phải chăm, phải là gọi là có lòng quan tâm. Bởi vì sao? Có tính quan tâm người khác, bởi vì sao? Because đây, bởi vì họ chăm sóc, đây look after là chăm sóc nha, animal, look after animal. Câu 42 này, chúng tôi nên tắt đèn, we should, chúng ta nên turn up the light, tắt đèn lên khi mà chúng ta không sử dụng, when we don't use them. Rồi sang câu 43, đó là chúng ta we are going to take care of là chăm sóc cái con kangaroo this summer, vào mùa hè này. Rồi câu 44, bài này là cái bài đặt câu hỏi cho từ gạch chân này. Dolphin Plus thì các chuyên gia Dolphin Plus thì nghiên cứu ở trung tâm và làm cái gì là what, và số nhiều là what do Dolphin Plus expert là chuyên gia nha, do at the center chấm hỏi. Câu 45, trái đất thì đang ngày càng ấm hơn bởi vì biến đổi khí hậu. Vậy là tại sao trái đất ấm hơn? Vậy là why the earth getting warmer chấm hỏi. Câu 46 là những tình nguyện viên thì sẽ ở trong rừng một tháng là bao lâu các bạn? Bao lâu là how long are the volunteer going to stay in the forest, forest chấm hỏi. Rồi sang câu 47 này, nối hai câu sử dụng if nha. Bạn không tham gia chuyến đi này, bạn sẽ không có cơ hội để gặp nhìn thấy cá mập. Vậy là nếu if you don't join this trip, you won't viết tiếp các bạn. Câu 48, chúng tôi đến bãi biển, chúng tôi sẽ thu gom rác. Chúng tôi sẽ thu gom rác ngay khi chúng tôi đến bãi biển. Vậy là we will collect the rubbish as soon as we arrive at the beach. Rồi ok. Trong câu tiếp theo, chúng ta sẽ không cứu rừng nhiệt đới, động vật sẽ không có nơi để sống. Vậy là nếu mà chúng ta không, đúng không, unless, nếu chúng ta save the rainforest, cái từ unless nó bằng if not, rồi gorilla will have no place to live, những cái con khỉ đột này sẽ không có nơi để sống này. Câu tiếp theo là con voi recover, đã hồi phục sau trận ốm, mọi người sẽ đưa nó quay trở về rừng. Vậy là sau khi the elephant recover from the illness, people will take it back to the forest. Ok, chấm. Chúng ta hết bài, hết test 1 nha.